Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Chúng xin chào cả nhà. Dạ, xin chào cả nhà. Chào cả nhà, hôm nay là một ngày cuối năm, cũng gần bước qua năm mới rồi. Thì Trung thay mặt bên kênh Cao Anh Trung Vlog cũng gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị mình. Chúc cô chú anh chị mình một năm mới an khang thịnh vượng. Thưa cả nhà, hôm nay thì xuất hiện trên màn hình này có thành viên của bên cô Trung là có bạn Bích Khoa. Dạ chào mọi người. Bạn Bích Khoa thì cả nhà cũng đã biết rồi, Trung hôm trước có giới thiệu thì bạn Khoa thường xuyên trực những điện thoại nghe máy. Tuy nhiên hôm nay thì có thêm một bạn nữa là bạn Khanh cả nhà nha. Dạ chào mọi người. Thì cả hai bạn này đều là cũng nghe máy trực điện thoại và phụ con Trung trong công việc mà hàng hóa đi ra cho bà con. Thưa cả nhà, là một tí thôi là Trung sẽ đi xuống Vĩnh Long để gặp một khách hàng, lấy một số lượng, thường xuyên là lấy số lượng khá là nhiều. Thực ra là Trung cũng không biết là khách hàng này lấy để dùng mục đích làm cái gì, bán hay là làm từ thiện, mình cũng không rõ nữa. Chúng là Trung sẽ trực tiếp qua giao hàng qua khách hàng đó và cũng tới họ thăm họ để xem như thế nào luôn. Thì cô chú anh chị mình nhớ xem đến video sau nha, đến khúc sau, đoạn sau Trung sẽ ghé vào đó. Và trước khi đi Vĩnh Long thì Trung xin giới thiệu cho cô chú anh chị mình một cái sản phẩm mới mà bên nhà Trung mới vừa ra, để rất phù hợp cho bà con cô chú anh chị mình, là một món quà để gửi tặng cho cô chú anh chị mình. Một món quà thay cho lời muốn nói là món quà sức khỏe, như đầu video Trung đã nói á. Đó là món quà đây cả nhà. Cái tên của món quà này gọi là tên quà tặng sức khỏe. Và đây là của bên một món quà mà bên của Cao Anh Trung Vlog mà đang tạo ra để cho chú anh chị mình có thể là mang tặng cho những người thân của mình, những người thân yêu, không chỉ là trong cái dịp Tết này mà cũng có thể là trong những cái ngày thông thường, cô chú anh chị mình đi đến những người thân quen hay bạn bè để gửi tặng, trao món quà Tết. Chắc có lẽ là trong này cô chú anh chị mình cũng rất là tò mò đúng không? Thế này chắc gia bằng Khoa hả? Khoa khui cái món quà này ra này, rồi sau đó thì giới thiệu cho bà con mình trong này có cái gì nè. Dạ xin giới thiệu với bà con, ở trong đây là có ngũ ngải đen với ngũ chống độc, với lại mật ong rừng, là với lại một thêm một hũ này nó làm quà tặng cho cô chú anh chị là táo sấy giòn á. Cái hũ ngải đen cả nhà, hũ ngải chống độc và cái mật ong này, đó là một cái combo mà cô chú anh chị mình rất là thường xuyên quen biết đúng không? Cả nhà mình thường xuyên mua để sử dụng. Tuy nhiên hôm nay thì có thêm một món quà tặng nữa, đây là táo sấy giòn. Điều đặc biệt nha, cái táo này nó giòn hơn so với cái loại táo thông thường. Mình có thể là chắc là lấy cái hũ mẫu là luôn quá. Mình có thể thử cho mình xem nha. Đây. Đó, đây là hũ nha cả nhà nha. Ngã đen ngã trong độc thì cô chú mình biết rồi. Đó. Đây là còn tem luôn nha. Đây Khoa, ném thử và cảm nhận cho biết nha. Biết Khanh luôn nè. Không biết mình nghe không có tiếng mà nghe cái cộp 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 đó là tiếng sấy giòn đó nha. Nghe rất là giòn đó nha, rất là giòn. Nếu bình thường chúng ta ăn táo thì rất là bình thường rồi, nhưng mà để mà loại táo mà sấy giòn như vậy á, thì đây là lần đầu tiên mà Trung có trải nghiệm qua và muốn chia sẻ là như một món quà tặng cho tri ân cho khách hàng của mình. Với một combo này cả nhà nha, với một combo này, một hộp quà này bao gồm có 3-4 món là bột ngải đen, bột ngải chống độc và cái mật ong và cái một hũ táo sấy giòn. Combo này bên nhà Trung đang để giá ra là 900.000 đồng, một món quà hết sức ý nghĩa cả nhà nha. Cái giá thì đối với chúng ta mà mang một cái món quà sức khỏe đến trao tặng cho những người thân yêu của mình, với một cái món với giá chỉ 900.000 thì một cái món hàng là phù hợp để chúng ta làm món quà trong dịp Tết hoặc là những ngày thông thường cũng là được cả nhà nha. Thưa cả nhà, hôm trước thì nhiều của chúng chị mình khi mà liên hệ bên nhà Trung khi sau khi mua xong sản phẩm về không biết cách sử dụng như thế nào, thì hôm nay chắc lẽ là bạn Khoa hướng dẫn sử dụng cái bột ngải đen ngải chống độc ha.
Đây cả nhà nha, nhân tiện giới thiệu luôn, em làm đi. Dạ đây là bột nghệ đen, thì mình pha một muỗng này nha mọi người. Đây là lần đầu tiên cả nhà nha, lần đầu tiên mà bên nhà Trung là trực tiếp làm một video hướng dẫn cho những cô chú anh chị mình. Thực ra thì khi mà mua thì bên nhân viên bên nhà Trung cũng có bằng Khoa cũng như bằng Khanh là có hướng dẫn cách dùng như thế nào, nhưng mà giờ trực tiếp để cho mình có thể là thấy được và cảm nhận được. Đối với bột nghệ đen ngải giống đột này, nó là một cái thực phẩm chức năng, một thực phẩm chức năng để giúp cho sức khỏe mình, nó tăng cường sức khỏe lên tốt hơn. Đồng thời cả nhà, đồng thời á là những cái bệnh mà nặng á, bệnh như là có thể nói là những bệnh ung thư hay là bệnh ung bướu hoặc là đau đường ruột hoặc là xương khớp, thậm chí là những cái bệnh tiểu đường nó cũng có hỗ trợ. Đây là một thực phẩm chức năng là hỗ trợ thôi chứ không phải là điều trị bệnh cả nhà nha. Lưu ý, hỗ trợ giúp cho sức khỏe mình nó tốt hơn, nó tốt dần lên, và nó hỗ trợ cho bệnh mình nó thuyên giảm lần lần chứ không phải là nó thay thế thuốc chữa bệnh. Cô chú mình lưu ý. Tuy nhiên là sau khi mà những anh chị mình đã mua những sản phẩm này về thì uống vào thì nó có gì đó nó tiến triển cơ thể mà nó tốt hơn, nó thay đổi hơn, cho nên thành ra là nhiều anh chị đã chọn dùng cái sản phẩm này. Ok, hồi rồi em pha cái gì, loại nào, bao nhiêu là em báo cho bà con biết thôi. Một muỗng ngải đen, cái là một muỗng ngải chống độc, hai muỗng cà phê mật ong này nha. Rồi với lại trước khi mà mình đổ nước nóng vô thì mình thêm một ít nước lạnh vô. Mình pha một ít nước lạnh này vào để mình rồi sau đó mình sẽ khuấy đều ra. Đúng không? Mình khuấy đều ra. Khuấy đều để chi cả nhà? Để cho nó tan nha, nó tan ra thôi. Rồi sau đó mình sẽ chế nước sôi vào. Cũng là cách pha như vậy, tuy nhiên là đúng ra thì cô chú anh chị mình chỉ dùng nước ấm thôi, không dùng nước sôi. Nhưng ở đây cả nhà, ở đây thì mình đã chế cái nước lạnh rồi pha hòa tan vào, thì mình chế nước ấm, nước sôi này vào thì nó thành ra nó không bay thuốc. Nếu chúng ta trực tiếp chế nước sôi vào nha, vào bột luôn thì khả năng mà thuốc nó bị bốc hơi á, nó cái vị chất nó bị mất đi, nên chúng ta cũng không thể nào mà có được nguyên bản được cái gốc gác của cái vị thuốc này. Đối với một muỗng ngải đen, một muỗng ngải chống độc và hai muỗng mật ong thì đây là cái sản phẩm này là pha dành cho người bị bệnh để uống, và uống sáng chiều hai lần. Tuy nhiên là đối với người mà không bệnh á, chúng ta vẫn uống được, nhưng mà có thể uống một liều lượng nó vừa phải hơn. Có thể với cái cốc này chúng ta là sớt làm hai, em có thể sớt làm hai đi Khoa. Ở đây thì đối với những anh chị em mình giống như là Trung đây, Trung cũng đều uống mỗi ngày, và cái lượng mình cũng là chia làm đôi như vậy cả nhà nha. Mình sẽ giúp cái này sẽ giúp cho sức khỏe mình nó có tốt, nó đề kháng tốt hơn. Những cái bệnh tật mà mầm mống nó sẽ đẩy lùi lần lần để cho cơ thể mình nó tốt hơn, tốt lần lên. Còn bớt nóng chưa? Khanh này là em đã từng uống cái này lần nào chưa? Uống rồi hả? Ừ. Ok, bây giờ vậy nè, Khoa chắc là uống rồi đúng không? Giờ Khoa thử uống đi, Khoa thử uống cho bà con xem đi ha, để con cảm nhận thế nào. Thực ra cả nhà ơi, cái này là nó hơi khó uống một tí nha, hơi khó uống bởi vì nó có được vị nhẫn, nó có vị đắng, nên chúng ta uống phải nói là nó sẽ khó uống hơn so thông thường. Nhiều cô chú anh chị mình khi sau khi mà mua sản phẩm này về uống á, một cách rất là dễ dàng luôn, không có một phản hồi nào khó uống hết trơn. Có lẽ là do cơ thể mình bệnh á, bệnh nặng á, thành ra là uống nó gọi là nó dễ hơn so với cái người mà thông thường. Em uống chưa? Chưa. Ừ. Ok, em uống đi, mời cả nhà cùng uống nè. Dạ, mời mọi người cùng uống. Đây cái nhà ha, đây là cái mà ngày nào Trung uống thì hôm nay buổi sáng là Trung cũng chưa uống nữa, nên thành là Trung sẽ chọn là Trung sẽ uống cái này luôn, thay vì cái cử mà mỗi ngày được uống.
Từ giờ. cái đây là cách mà uống pha uống rất là dễ cả nhà nha. Nói là nói nó khó thôi chứ thực ra là nếu chúng ta uống quen á, uống quen mỗi ngày cả nhà là nó sẽ hoàn toàn là chúng ta sẽ thích ứng một cách nhẹ nhàng và uống như là một bữa ăn mà uống ghiền luôn á. Cảm giác là hôm nào mình thiếu mình không uống là mình cảm giác mình bị thiếu gì đó. Cả nhà ơi, ngoài ra bên nhà Trung có một sản phẩm đây nè. Món này được có tên gọi là mực tẩm gia vị Bình Định nha. Nói chứ Bình Định nghĩa là xuất xứ từ Bình Định, nghĩa là món này ở quê của Trung. Cái mực này là được làm là từ những cái thân con mực lấy ra rồi sau đó rồi làm nhuyễn ra cả nhà, làm nhuyễn ra nó đánh như thế này nè, rất là đẹp nha. Rồi sau đó thì mới lấy cái tẩm á, gia vị tẩm lên làm cho một cái món này rất ngon. Trong này có những cái gia vị rồi ngồi cái ớt cay làm cho cái món ăn trở nên là thú vị và ngon vô cùng luôn đó. Những cô chú chị nào đã dùng rồi thì Trung thấy là đã tiếp tục mua nữa rồi lại mua sỉ nữa, đặc biệt trong mùa Tết đây nè. Nhiều cô chú chị mình đã mua về làm quà tặng và biếu cho những người yêu thân quen của mình trong cái dịp Tết này. Ngoài việc mà để mà mấy anh em có thể là nhâm nhi những cái ly rượu mừng Tết rồi làm quà tặng cho bạn bè, đó là một trong những cái rất là hay. Một cái bọc này giá chỉ có 225.000 thôi cả nhà nha. Bọc này nửa ký nè, thường người ta thì mua một ký là 450.000 và bọc này là chỉ 225.000 thôi. Cả nhà mình nếu mua thì nhớ có thể là nhắn tin qua Zalo bên dưới nha. Zalo bên dưới bên nhà Trung này có bạn Khoa với bạn Khanh là luôn luôn trực cái điện thoại cũng như là trả lời những Zalo cho cô chú anh chị của mình để nhanh chóng có mua quà tặng này. Nhanh chân nha, còn chỉ còn mấy ngày nữa thôi là tới Tết rồi, nhanh chân lên cả nhà nha. Ngoài ra thì bên nhà Trung còn có những sản phẩm khác nữa. Bạn Khoa có thể giới thiệu bên mình có những sản phẩm nào? Dạ, đây là trà bông gà ở bên nhà của anh Cao Anh Trung ha. Được làm từ phần 100% nguyên chất từ gà, thịt gà luôn á. Một hũ này á là 120.000, nhưng mà lúc đó là giá cũ thôi, bây giờ là gần Tết á, bên nhà sản xuất á mùa Tết á họ lên giá thêm 30.000 nữa là 150.000. Mình có thể sử dụng ăn chung với lại cháo trắng nè, với lại cháo trắng với lại khổ qua á, úp khổ qua ăn chung với lại trà bông rất là ngon, với lại kẹp vô bánh mì ăn sáng cũng được á mọi người. Còn đây á là mực sợi hấp nước dừa, cũng được làm từ thân của con mực luôn á, mà họ xé sợi ra rồi đem hấp nước dừa vị ngọt ăn rất là ngon. Có thể dùng ăn Tết với lại chị em nhậu nhẹt hoặc là ăn chơi cũng được à. Ngon quá ha. Dạ. Còn đây á là mật ong nuôi ở bên nhà anh Trung khi mà chưa đóng gói giao cho mọi người là như thế này ha. Còn đây là được đóng gói rồi ha, là sẽ có cái tem của Cao Anh Trung như thế này ạ. Còn trong đây á mật ong nuôi nè, hũ này 1 ký gồm có sáp ong với lại mật ong luôn. Đây ạ. Sáp này mọi người không có sử dụng thì cứ đem về nhà vắt ra lấy mật cũng được ha. Mình để vậy thôi cho nó đẹp chút xíu thôi. Là nguyên gốc có người làm một cái nhà nha, có người dạ. Làm là có luôn cái sáp ong và mật ong. Một hũ này á là 120.000 một ký luôn á. Dạ. Đó là khá bình dân. Còn đây á là mật ong rừng. Mật ong rừng này là chai nửa lít khi mà chưa có đóng gói. Nhưng mà đóng gói thì nó sẽ như thế này ạ. Đây ạ. Mật ong rừng này là cũng là 100% nguyên chất từ hoa tràm luôn á. Thì mọi người, cái màu rất là đẹp luôn á. Mọi người có thể mua về sử dụng với lại ngải đen với lại ngải chống độc á, mình rất là dễ uống, cho nó dễ uống hơn ạ. Rừng nguyên chất 100% nha. Và cô chú chị mình để ý nha, có thể cái màu sẽ thay đổi tùy theo lúc, tùy theo thời điểm cũng như cái chai nó cũng khác nhau nha. Cái mẫu chai, tại vì cái chai này người ta tận dụng những chai suối á, rồi dùng lại để cho rót những mật ong này ra, nên nó sẽ có những cái thay đổi nó không giống nhau được. Với lại sẵn nói đây thì hôm trước có nhiều cô chú anh chị mình nói cái bột á của mình sao nó có màu lúc này lúc kia. Thực ra nó là Trung cũng đã giải thích ở các video trước rồi, lúc mà những video trước á nó rõ luôn á, tại vì cái nhiệt độ nó khác nhau, thành ra là cũng như là cách xay nhuyễn hay là không nhuyễn một chút xíu thôi là có thể làm cái màu nó thay đổi một chút nữa, nên cô chú anh chị mình thông cảm. Tất cả những sản phẩm bên nhà Trung bán về cái bột này là chắc chắn 100% nguyên chất và cũng đâu đó là có được một sự chất lượng về cái sự cải thiện làm sao luôn nâng cao lên để cho cô chú chị mình luôn luôn đảm bảo sức khỏe của mình.
Thưa cả nhà, hôm trước thì cô chú chị mình cũng có gửi tặng cho chú Tư cả nhà, chú Tư dễ lì xì á. Thì vừa rồi Trung cũng đã ghé thăm chú Tư, tuy nhiên là ở chỗ chú Tư thì do không tiện, gọi là lên hình ảnh đó, thành ra là Trung cũng xin phép là đọc thôi, đọc tên những mạnh thường quân đã đóng góp mà gửi quà lì xì cho chú Tư. Đó là mạnh thường quân tên là Trung, chú Trung John Watt, hỗ trợ là 2.481.000. Cô Thảo ở Hoài Đức hỗ trợ là 2.000.000. Đăng Nguyễn ở Mỹ hỗ trợ 3.000.000. Chị Hồng ở Úc hỗ trợ 1.000.000. Chị Hồng mình là bệnh nhân cả nhà nha. Tam Bình hỗ trợ 2.000.000 đồng. Đỗ Lệ Xuân hỗ trợ 2.406.000. Tổng số tiền là 12.887.000. Số tiền này Trung đã trực tiếp qua gặp chú Tư đã đưa cho chú Tư rồi cả nhà nha. Và chú Tư cũng đã gửi lời cảm ơn tới những anh chị cô chú mình đã gửi cho phần quà hết sức ý nghĩa trong cái dịp Tết này cho chú Tư. Và chú Tư cũng gửi lời chúc sức khỏe đến cho những anh chị nào đã gửi tới phần quà hết sức ý nghĩa này rồi cả nhà nha. Thưa cả nhà, với Trung xin thông báo một chút xíu nữa là trong cái dịp Tết này bên nhà Trung là sẽ nghỉ Tết vào ngày 26 tháng 12 âm lịch này nha, tháng chạp 26 tháng 12, và sẽ hoạt động trở lại vào ngày mùng 6 tháng Giêng, 26 và ngày mùng 6 cả nhà nha, 26 tháng 12 và ngày mùng 6 tháng Giêng. Cái nhà mình nếu mà trường hợp mà có đặt hàng để mà chuẩn bị vào Tết, chuẩn bị những cái thuốc để mà uống đủ qua Tết thì liên hệ bên nhà Trung nhanh chóng để mà đặt hàng, đặt những sản phẩm này về để mà sử dụng, cũng như là mua những món quà Tết này để về làm món quà để biếu cho những anh chị cô chú anh chị mình, những bạn bè, người thân yêu của mình. Và bây giờ thì đến lúc này Trung cũng như là Khoa và Khanh cũng xin khép lại video ở đây luôn. Và cũng Trung xin gửi lời chúc năm mới đến tất cả cô chú anh chị mình, chúc một năm mới sức khỏe tràn đầy, và đặc biệt là luôn luôn có nhiều cái may mắn trong dịp năm mới để có những cái tài chính nó tốt hơn trong năm nay, để mà có được thu nhập và mang lại sức khỏe cho gia đình, có thu nhập để mang lại sức khỏe cả nhà nha. Bây giờ thì Trung cũng sẽ khép lại và sẽ đi đến một nơi gọi là ở tỉnh Vĩnh Long để thăm một khách hàng sĩ cô chú chị mình. Nhớ đón xem video đến cuối video nha. Chào bà con, Trung đang ở huyện Vũng Liêm thuộc tỉnh Vĩnh Long. Ở đây là một nhà của một khách hàng mà thường xuyên lấy của Trung khá là nhiều. Đại thưa quý vị, đây là chỗ anh Trải nha. Đây, chào anh Trải. Dạ. Chào anh Trung. Dạ, hôm nay gặp anh là em qua để em giao hàng cho anh đấy. Đây. Rồi. Hôm nay thì Trung đây cũng chở đi vào giao những khách hàng lớn thưa quý vị. Thành ra là ghé vào đây là một trong những khách hàng mà lấy khá là nhiều. Dạ. Đây là thùng hàng của anh Trải nè. Đây có ai ra tiếp không ta? Bỏ đây. Đây thưa quý vị nha. Đây là hàng của anh Nhân Trải nha. Dạ. Ở đây tổng cộng là em ơi. Để anh hỏi nè. Để anh hỏi cái vụ nè, cái vụ mà nói cái vụ mà hàng bữa trước đây. Tại vì bé kia quý vị nó mất cỡ, mấy bữa hay lấy hàng lắm mà giờ nó kêu mất cỡ. Đem giao cho anh là hôm nay là bé đặt là mũi thứ 25 hũ. Tổng cộng là 50 hũ. Hôm nay anh lấy cỡ bao nhiêu anh có nhớ không? Không nhớ, thấy cũng nhiều lắm mà không nhớ. Không nhớ luôn hả? Không nhớ. Ta đặt hàng là phải đặt qua một người khác. Một người khác. Đấy nha, đây là cái số lượng hàng hiện tại là trong này là có thùng này là có 60 hũ. Nhưng mà em giao cho anh là chỉ có 50 thôi. Em sẽ lấy lại là 10 hũ. Đây. Thưa bà con nha. Cho giới thiệu, sẵn giới thiệu cho bà con luôn nè. Đấy, cái hũ của mình nè. Đó. Có nắp, có tem. Có hướng dẫn sử dụng luôn nha. Đó, đây là chỗ anh Trải thì anh biết rồi. Đem lấy lại 10 hũ nha. Rồi xong chút nữa em sẽ nói cái này cho bà con nghe. Đây. Lấy là mỗi thứ 5 hũ. 5 đen, 5 đồng. 5. Rồi.
5. Rồi em lấy lại rồi đó, mỗi thứ 5 hũ rồi. Nhưng mà có một cái như này, hôm trước á, đơn hàng vừa rồi á, mình lấy 40 hũ á, thì nó lại có 2 hũ bể. Thành ra là thì theo mà như là những cái hàng vừa rồi, tất cả những cái hàng mà khi mà bên Trung giao hàng qua á quý vị, mà nếu trường hợp mà bị bể á, bị bể thì bên Trung, nhà Trung sẽ hoàn lại cái hũ bị bể đó. Nhưng nói ra là nhà Trung hoàn thì cũng không chưa đúng lắm. Thực ra thì những cái hũ mà bị bể thưa quý vị là do bên bưu điện, bên vận chuyển á, họ đền bù lại cho khách hàng. Họ đền bù lại thì nên thành ra là tại sao tiền cước nó cao hơn so với những chỗ khác là do họ có một cái phí mà gọi là phí giống phí bảo hiểm đó, an toàn cho cái sản phẩm á. Thế nên thành ra là họ có tiền cước nhỉnh hơn một tí so với bình thường, nên lên những cái sản phẩm khó, hàng khó đi, hàng khó nguy hiểm á, dễ bể vỡ thì họ sẽ đền bù lại. Và đền bù thôi chứ thực ra là em cũng lấy theo cái giá vốn chứ không phải là lấy theo cái giá bán của cho khách, thành ra là bưu điện nó đỡ bớt một phần đó. Nên trong này là có 50 hũ thì bây giờ em gửi bù lại là 2 hũ hôm trước nữa. Là 52 hũ. À, thì hôm trước là mình đang lấy một cái giá bao nhiêu anh nhớ không? Một hũ anh nhớ không? Không nhớ. Không nhớ hả? Thưa quý vị, thực ra mà nói là đây là một người thầy trị bệnh đây, nhưng mà cái người mà đặt giùm cho thầy á thì là một người khác. Thành ra nói vậy cả nhà cũng biết. Dù có lúc trước mình cũng có lấy chỗ khác hơi cao. À. Rồi thành ra là mình có để lại cho những người có tiền hơi giá cao, còn cái những cái mà nhà nghèo mình cho bình thường. À. Nên bây giờ nếu mà của anh Trung nên hỗ trợ thì sau này thì bà con an tâm giá thấp lại rồi. Yeah. Hoặc là những người nghèo không có tiền cứ lấy bình thường, và những người cần lại mua vẫn có bình thường. Chứ không phải là như trước nữa, cái giá bị hôm trước là mình giá linh tinh là giá ngoài, rồi sau này mình có quen được anh Trung thì lấy được mấy chuyến thấy ảnh bắt đầu từ từ ảnh giảm thì nó đỡ hơn khỏi lấy của người ngoài. À, thực ra thì lúc đầu quý vị, lúc đầu chỗ anh lấy thì mình một hũ nó là 350. Hũ là 350. Nhưng sau đó thì bây giờ thì hũ này Trung đã hỗ trợ do ảnh làm từ thiện á, nên là Trung hỗ trợ chỉ còn cái giá chỉ còn 300 ngàn thôi. Tại lấy số lượng một lần là tới 50 hũ như vậy quý vị. Một lần 50 hũ đấy. Cho em hỏi là cái số lượng mà anh lấy nhiều như vậy thì để anh dùng cái việc như thế nào cho bệnh nhân? Sau này ví dụ có bệnh nhân mà nó bị hay bệnh nặng, chẳng hạn như là bệnh đau nhức, u sơ, u nang, mấy cái bệnh mà có u bú đó, thì mình đưa này thì thấy nó có hiệu quả nhiều. Thành ra mình lấy thêm thì cũng cộng thêm thuốc khác. Tức là sau này bà hiện tại phải không? Và trước đó là những cái hũ này mình đang dùng cho những bệnh nhân đó. Và mình dùng là mình có bán lại cho bệnh nhân không hay là như thế nào? Nãy như mình đã nói rồi đó, thí dụ như cái mấy đợt trước á mình lấy rồi chỗ khác lại là nó giá cao mình vẫn bán. Nhưng bán là mình bán cho những người có tiền. Dạ. À, còn những người vẫn cho bình thường. À, còn những thứ bình thường thì là tặng đúng không? Tặng đúng rồi. Đó, đúng không? Giống vậy. Mà nào giờ như thuốc Nam, thuốc Bắc rồi mấy mình nó mua vẫn lấy bình thường vẫn về miễn phí đó lại lắm. Dạ. Cho như cho không cho thôi. Dạ. Đó. Còn cái này lúc trước tại vì mình lấy cái chỗ khác, có lúc trước có lấy thiệt. Rồi chỗ khác rồi bắt đầu nó giá cao. Rồi chi phí tùm lum hết á, sao có biết của anh Trung này thì mới lấy của anh Trung cũng được, nay cũng không biết mấy chuyến không qua nè, cũng nhiều quá nha. Nhưng mà thấy thì hổm giá của anh cũng hơi cao, cũng vẫn thấp hơn của người ta. Nhưng bây giờ được hỗ trợ, giá hỗ trợ đấy. Hỗ trợ xuống tới nhà hỗ trợ nữa. Thành ra là mình sau này, thí dụ như bà con cần lại đây thì mua, nó cũng vậy luôn. Mà anh lấy, mua vẫn lấy cũng bình thường. Anh lấy số lượng khá là nhiều quý vị, khá là nhiều luôn. Nhưng mà mình không hiểu là anh lấy làm cái gì, nên Thành muốn trực tiếp qua xem thử anh làm cái gì ở đây mà dùng nhiều như vậy. Chút nữa chắc là có thể là anh dẫn cho em đi qua cũng như cho cả nhà xem là hiện tại anh đang trị bệnh cho bệnh nhân ở đâu á, và cũng gặp một vài bệnh nhân còn rồi, có rồi, thể rồi, anh rồi, ha. Dạ dạ. Đây là 10 cái củ ngải chống độc chỉ đặt. Rồi. Thì cái củ này quý vị là bình thường là Trung bán là hiện tại là 250, nhưng mà đang tính anh chỉ 200 thôi. Đang giảm giá cho anh làm từ thiện đó. Rồi. Hồi đây mời nhà. Cảm ơn nha, cảm ơn anh Trung nha. Dạ, không có chi. Cả nhà coi cả nhà. Đây là vườn trái cây của miền Tây. Ai mà xuống miền Tây mà không vô vườn trái cây thì chưa phải là đi miền Tây.
Đây xin hiệu, đây là cây sầu riêng trước mặt. À, hoa sầu riêng nha. Đó, thấy chưa? Rồi trên kia là những cái trái mà nhỏ 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 nó mọc ra kìa. Vô tới mùa là có sầu riêng ăn. Mà sắc mặt tất nhà luôn nha. À, mình khoái rồi vô tới này là ngay mùa chua nè. Trái chanh chua. À, nè. Trái bưởi nè, trên tay Trung đang cầm trái bưởi đó nè. Mới về hái mà đây là cái trái bưởi nè nè. Trời ơi, sắc mặt luôn nè. Đó, thấy chưa? Đã chưa? Ở đây, bu chị bá nè. Ôi, ôi. Đi tới đâu là đụng tới bưởi đó, sắc mặt luôn á. Nè, thấy chưa? Đó. Ôm được luôn nè. À, giống như là bây giờ mình muốn ở nhà cái muốn ra ăn cái chạy cái xong lấy cái dao khẹt 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 cái ăn tại chỗ luôn, thấy không? Đi trời 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 sát bên luôn à cả nhà, thấy không? Đã không? Ở miền Tây bước ra nhà tự nhà kia bước ra đây là trước mặt luôn là có cái cây ăn luôn, à, không cần đi đâu xa, không cần ở chợ là có ăn luôn, khách vô tới nhà là có trái đại luôn nè, nè, thấy không? Đó, thấy chưa? Chơi đến đầu á, đầu chọc nó nhớ, đầu chọc lợi hại, đầu chọc á. cô đã nè. Ồ mới ấy cô. Dạ, dạ, cái mít mới hái nè. Dạ, mít mới hái luôn hả? Dạ. Chàng ơi. À, trời ơi. Thơm ngon cực kỳ luôn. Ôi thơm quá, mít chín luôn à. Thơm chín rồi. Thơm chín. Đạo quá. Thì tình mà nói xuống như miền Tây mít kia luôn rồi hả? Mít chín luôn hả? Ờ, chín sẵn hả? Dạ. Cũng ngon nước. Dạ. Ủa mít này là mít à, mới lấy ra hả? Ờ, cái này mới trẻ sớm rồi để bị gì nhiều quá có đền trẻ mình à, để vô. Chỉ là rồi tới ai ai ăn rồi à, mời. Ừ. Để dễ ăn hơn đúng không? Chứ còn để nguyên trái hơi khó. Ừ, đúng rồi, để ai ăn rồi lấy. Dạ. À, xuống miền Tây có gì đã không? Rốc. Có trà, uống trà. Có mít. Cái cây có sẵn, muốn gì ăn đó. Ngày nay đâu ăn cơm đâu. Đậu này nha. Đó cũng ngon. Nói đi. Tôi ít vô máy đó mà tại. Hàng ơi. Mít giờ nó ngọt thanh dữ vậy, ngọt quá chứ ngồi vậy. Anh chạy ra mít lộn giờ bán ngoài mua tao đó. Ông nói vậy. Nói thiệt. Mít mình có làm thuốc gì không mà nó ngọt vậy hả? Không, nó đất tự nhiên à. Hay là mình bỏ đường dưới gốc? Túi đường á. Cái mình khi mình bỏ đường dưới gốc cho nó lên nó vô ôm nó ngọt không? Không quá như ngọt luôn rồi cả nhà. Không lẽ ai mà chụp tôi được miếng hình mới lạ. Anh ai có đầu tiên vô chụp hình không được đừng quay tại. Dạ. Có mít nè thì ăn khoái mít lắm nhưng mà mít giờ mà ngọt quá như ngọt. Đồ này là giống mít gì vậy em? Cóc trắng. Ờ quay 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 quay. Đây. Ừ. Ok phải không? Ok. Ok. Đó. Vậy nó có sơ đen à. Không có sơ đen là ngon à. À là bán có giá phải không? Giống cái này là nhìn giống sầu riêng quá hả? Ừ. Nè. Sầu riêng mũi cái dài. Ờ. Chừng 3 tháng có sầu riêng mà sầu riêng quay đó. Nhìn cái gai nó đẹp quá. Có sầu riêng bự mà chưa có chín. Cả nhà ơi. Đây là chị một chị cái bệnh nhân. Đây ra ra ra. Ra thăm đó. Cầm đây ra đi. Ở đây họ thăm một chút xíu. Ở đây qua tới đây quay tới ai người ta ai cũng bẽn lẽn hết trơn, như dưới quê khác á, dưới quê khác là sao á. Thôi ngồi ngồi không quen, đó là gì cầm cái máy đưa lên cái ai hay quá thục hết trơn, ngay cả mà con bé mà đặt hàng cho anh Trải lúc nãy á xinh rất là xinh luôn nhưng mà kêu ra cái thôi không ấy, không có ra, không ra đâu mà đặt hàng giùm, đặt này nọ xong còn anh Trải á, anh nhập hàng mà anh không có để lấy giá luôn á, à, nhiều không giùm giá nghĩa có thuốc rồi à, có mình hỗ trợ giá mình bán hỗ trợ anh mới nói anh nói anh biết giá rồi chứ anh không để giá luôn, không quan tâm tới giá luôn. Yêu cầu cứu bà con dạ. Giúp được cái gì mình giúp được giúp cho hỏi thăm một chút. Hôm nay anh Trải là anh gọi là anh đang hỗ trợ mình trong việc mà thuốc men này nọ để mà điều trị hay sao? Dạ
Em cũng nhờ ảnh anh. Dạ. Dạ. Có thể mình chia sẻ một xíu là mình đang bị bệnh gì không? Dạ em đang bị cái khối u á, rồi anh Sáu anh mua thuốc về anh đưa uống với hút thuốc bắc, thuốc nam vậy đó. Rồi uống. Dạ mình khối u ở đâu? Dạ ở ngực. Ở ngực. Dạ. Rồi mình bị như vậy là bao nhiêu năm rồi? Này cũng cả hơn 5 năm rồi anh. Hơn 5 năm nay rồi. Dạ. À rồi lúc đó thì nó có tiến triển gọi là nó như thế nào, nguy hiểm gì không? Dạ thấy cũng như anh Sáu lừa thuốc cho uống rồi nó cũng bình bình với anh cũng không sao hết đâu á. Ừ. Nó duy trì tới giờ luôn. Dạ, duy dạ. trì tới giờ. Em không có đi bệnh viện luôn. Dạ. Dạ. Rồi. Đi khám thì có nhưng đi khám, đi khám, như là em đi khám chứ em không có nằm viện. Nó nói là ác tính. Dạ. Là không mổ được. Cho nên là giờ uống thuốc nam bắc. Vậy đó. Dạ. Cho nên cho bà giờ thấy được khỏe, thấy được vậy là mừng rồi. Hôm nay ở nhà mình uống cái xây thuốc gì? Cần xây ngoài, tôi xây đó, 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 đó. À. Đó, chỗ đó. À, nó xuống như là... Dở ra là thấy uống. Nặng. Thì là nó bị bể ra đúng không? Nó chưa. Ở nhà mình hút thuốc bắc không cho bể. Không cho bể. Nó bể ra là... Thẻ tiêu. Ồ. Vì thấy mấy người bể ra là... Nhưng mà sức khỏe mình thấy như thế nào? Dạ, thấy cũng ổn anh. Ừ. Dạ. Năm nay là mình nhiêu tuổi rồi chị? Dạ em 60 tuổi rồi. 60 rồi? Dạ. Ờ dạ. Ờ rồi hôm nay mình cái cái loại mà cái ngải đen ngải chống độc á mà rồi em có gửi qua chỗ anh Sáu á. Dạ. Anh Sáu anh gọi anh nhập hàng cho em á, anh nhập hàng á. Dạ. Thì anh có chia sẻ lại cho mình để mà mình dùng không? Dạ có, em uống thuốc đó. À dạ. Dạ. Rồi hiện tại mình còn có hũ đây không? Cho dạ xem được không? Dạ. Phải có bằng chứng. Dạ. Lấy, em lấy. Đi lấy lại giùm em. Dạ. Anh Sáu là cái ngải đen ngải chống độc là đây là mình hỗ trợ hay là mình tính tiền? Tôi đưa uống. Đưa uống thôi hả? Là không tính tiền luôn. Ở chu cha. Vậy là miễn phí quý vị. Thì ví dụ như cái mấy người kia, mấy người có tiền người ta đưa lại. Ví dụ đưa lại vậy đó. Dạ, à, thuốc nè. Dạ. Dạ. Là chúng nó em hỏi sâu hơn đó đây. À hôm nay uống cũng lưng lưng à. Dạ em uống cũng hết rồi. Dạ. Đây hôm nay đang em đọc này với cả nhà. Nói vấn đề đó cho nghe, bị ở đây nó hồi nãy có nói vấn đề. Sao cái này là có lấy tiền không? Dạ anh Sáu đưa uống thôi. Khai thiệt nha. Dạ. Một hũ là 350. Dạ. Hai hũ là 700.000 đó. Dạ. Chứ không ít đâu. Cũng như thuốc bắc rồi anh cũng hốt cho uống á. Thuốc cũng hốt cho uống không? Nhà dạ. mình hốt mượn mà. À dạ. Rồi mình uống mình cảm nhận là nó có tốt không? Dạ tốt, êm. Dạ. Dạ. Nó không có phát triển nữa. Dạ. Dạ. À dạ tốt rồi. Dạ. Còn hỏi thăm một chút xíu nè cả nhà. À chỗ anh Sáu lúc nãy thì Trung cũng chỉ là hỏi thăm một chút về cái việc giao hàng thôi chứ chưa rõ lắm. Anh Sáu ơi. Như việc mà anh đang hỗ trợ cho bệnh nhân thế này nè mà không lấy tiền á thì cái tiền đâu mình có để mà mình cung cấp cho những bệnh nhân như vậy? Cái lo do những người ta trước á người ta bớt, nhưng mà những mấy khối u này là mình không có trị nha, là mình chỉ kéo dài, ví dụ kéo tới đâu hay tới bớt thì đeo, không bớt thì thôi đó. Nên cái những người mà những người đi trước, những người bớt á, người ta hỗ trợ lại, tự nguyện ta hỗ trợ lại. Ừ, giờ này ví dụ phụ anh nhiêu anh mua tự nó mua vậy đó, à, đưa là mua vậy. Oh. Cho những người khác. Oh, chứ yeah. đừng không tiền, ví dụ mình đâu mà siết nó quá cỡ luôn, bị gì vừa thuốc nam vừa thuốc bắc nữa. Thành ra cái này ví dụ như là những người là ta đi trước, những người đi trước bị trước á, mình kéo được ví dụ thay gì nó năm nay mà nhưng kéo được 2-3 năm vậy đó, cái tiền đó người ta phụ vô cho mình chứ đúng là cũng đó là. Như vậy là anh Sáu đang trị bệnh từ thiện, không có lấy tiền. Ừ. Nhưng mà tùy tâm bà con của mình, nhưng mà phải nói là phải có được cái số lượng bệnh nhân. Chứ đừng không có hết là mình không có khả năng, bị gì thì mình không có đắt tiền vậy đó. Ví dụ kéo là mình... Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng có vậy, ví dụ như những người có tiền, bán à. Ừ. Mình bán, để lấy tiền lại, dạ. để mua lại nữa. Dạ. Chứ mình cái nào cũng cho hết tiền đâu có này, thí dụ bà con không ý ổng từ thiện nhưng mà ổng, rồi đâu mà ổng có hoài vậy. Anh bán mà anh bán với giá phải cao hơn giá anh nhập chứ? Ừ, phải cao hơn. Ừ. Phải cao hơn chứ sao mới lấy vậy. Dạ. Vâng, còn mới dạo nữa thì nó cao chút nữa nè, thay vì mình gọi vài bữa mình mới khiều nhỏ rồi để tôi lấy vậy chứ đúng ra. Dạ. Anh chị không dám cho vậy đâu. Dạ. Nhưng sao mình nói vậy, tao biết người ta cho thêm tao mua. Đây là một trong những cái nguồn, cái cách mà để cho anh Sáu đang có
đang có cái nguồn mà đang cung cấp cho những bệnh nhân mình gọi là không có khá giả. Những cái bệnh mà bệnh nặng thế này thì chắc chắn là sẽ tốn rất là nhiều tiền luôn đấy. Mà khi mà ở nhà thì chắc là cũng đâu đó cũng bị cằn kiệt rồi. Thì cách kênh 6 mới vừa chia sẻ thưa nhà là chung ghi nhận lại là bệnh nhân đó đầu tiên là có khả năng có khá giả thì anh 6 lấy tiền. Cái thứ hai nữa là những người bất bệnh phía trước là họ quay trở lại, họ ủng hộ trở lại, đúng rồi, đó là nói, họ mua trở lại, họ mua trở lại để mà cho là những bệnh nhân khác, đó là cái mà cái em nghĩ là chắc là cái cách thứ hai nó nhiều hơn. Cách hai đó chứ là mình không có khả năng để bao hết đâu, báo tiền đâu báo. Dạ. Nhưng ví dụ người trước giúp người sau, cái người mà người ta đã bớt, chứ còn bệnh này thì đó là ngoài khả năng thì bác sĩ đã ví dụ nói rồi, giờ mổ cũng chết, thì giờ lợi mình thì nhất quá là mình trị cái nhất thôi. Rồi nhưng ví dụ người ta uống vô bớt thì người ta đeo không bớt thôi, mà lợi mình là mình đã nói nếu dùng thuốc kể cả thuốc nam thuốc bắc thuốc này vậy là bớt thì đeo không bớt thì thôi, chứ đây là ngoài khả năng, cái này mình chỉ giúp cho thôi, bớt đeo thì người ta sử dụng, người ta bớt đeo chứ tự người ta lợi chứ mình đâu có ép ai đâu, đúng không? Như thí dụ nhưng mới đầu ví dụ lợi thì người nào mà có khả năng thì ta cho tiền lợi, hoặc là người có khả năng nữa mình bán luôn, đó là sự thật, có sao nói vậy. Còn cái người lại là người ta nghèo rồi xong cứ lấy thuốc hồi nào giờ thuốc đó cứ lấy uống, đó là bình thường. Chứ không phải tự nhiên mà nó đâu có hỗ trợ hoài là nói dốc không được, nói đúng rồi, đúng rồi, mà nói gì? Đúng, nói xác đúng. Thực mà xác thực ra là rõ ràng để người ta hiểu là từ đâu có, đúng không? Thí dụ hồi nãy thí dụ chưa có cao trung thì tôi mua hạng ngoài nó phải qua tay về, nó cao thiệt, nhưng mình vì cứu người mình giúp rồi coi người ta bớt hay không, nghe này nó hay lấy không, lúc đó điện trung không được, cứ hẹn hoài không có thì có làm đấy kia thì có sao mà giờ làm vậy. Bây giờ chừng nào cái giá nào bớt thì hạ nữa, còn những người nào mà ví dụ không có mình vẫn đưa bình thường, cho bình thường, vẫn như thuốc bắc kia mình hốt kia thuốc nam có vậy đó, cho bình thường nào giờ vậy đó. Còn này cũng vậy luôn, chứ không phải là về cho không mình không có khả năng, nói thật tình luôn, thì cũng nhờ bà con người chút ủng hộ chút mới có được ngày hôm nay. Dạ, vậy dạ, thôi dạ hiểu rồi. Cả nhà ơi, bây giờ này Trung đi ra đây hái trái nha. Mới vừa chủ nhà mới vừa cho phép Trung là đi hái bưởi, mới chỉ trái này nè. Trái này chín đúng không anh? Ồ trời ơi, trái chín mùa cả nhà ơi. Lúc mình cuốn á nó cuốn chân. Trình cuốn hả? Lẽ anh cuốn lại, lẽ chỉ luôn, chỉ bẻ luôn. Bẻ chỗ nào anh? Chỗ nào anh? Em lúa lắm anh ơi. Từ từ. Là bẻ vị trí nào, ví dụ bẻ tới đây hay là? Ừ, nên mà cái gắn bài lấy kéo bấm lên đây nè cho nó đẹp. Ủa vậy hả, bấm đó luôn hả? Bấm đó mình lấy nguyên cái cuốn cho nó đẹp. Ồ ở lộn nè, nó cây cũ nó đẻ cái gì nó làm vậy dưới miền Tây á, sướng trái cây ăn đã luôn, nó đẻ còn nó ui không á, dính luôn rồi. Chào chị. Ủa nhà mình đóng đó kia á chị? Dạ. Nhà mình trống hả? Dạ, ở trong kia. Ủa nhà đường xá là đi ngang nhà luôn. Bấm đây nè, bấm luôn đi, bấm đi. Ừ, bấm rồi, đi. anh dẫn đi. Rồi. Đó. Ôi giời ơi. Ôi giời. Dạ. Đó là bệnh nhân đó. Bệnh nhân luôn hả? Ừ. Đây nè, đây hả, chưa đâu em. Đây là bà già. Nó bị ung thư, bị liệt, tai biến hen liệt mà ung thư thời cuối cái bao tử luôn. Tôi mua đơn. Là tôi gỡ gắn luôn đem về đó mà tôi kéo lại được được mấy năm thấy. Kéo bà dài được mấy năm? Dạ 3 năm rưỡi. Mà coi như là không nói bệnh viện nào nha, bệnh viện lớn nha. Là khu quân nằm cho bá nha, mới đầu là. Là bà già của tôi chị đó. Sao mà nó dính cửa. Kéo được mấy năm. Mới kéo dài rồi sống mấy năm luôn. Dạ. Nằm không liệt đó. Dạ. Chúng mới vừa qua chỗ anh Trải, là ảnh có một cái phòng để mà hỗ trợ điều trị bệnh cho bệnh nhân ở đó luôn. Chúng bất ngờ khi mà ở đó thì ảnh điều trị bệnh khá là nhiều bệnh luôn nha. Những cái bệnh như là có tai biến, rồi có Parkinson, rồi có ung thư, ung bú, đủ bệnh thưa cả nhà luôn. Ông làm nhiều bệnh lắm, Trung bất ngờ luôn á, mà mình không nghĩ là ở đây lại có một cái, ở một cái cụ lao thế này là có một cái nơi mà điều trị bệnh mà lại từ thiện nha. Chính vì việc từ thiện nó thành ra là cái bột nhảy đen nhảy vô độc á là ổng dùng khá là nhiều, đa số là ổng hỗ trợ là chính, tức là ổng cho những bệnh nhân, rồi những bệnh nhân nó bớt bệnh lại quay trở lại mua tiếp tục cái bột nhảy đen nhảy vô độc này để mà cho là những bà con bệnh nhân sau nữa. Đó, nó hay là như vậy đấy, nó hay là ở chỗ đó đó.
đó mà Trung cũng thấy là Phục cái là ổng là làm có hiệu quả. Nhưng có cái là Trung không thể ghi hình bởi vì là chỗ anh Trại nói là hiện tại là chưa muốn lên hình ở thời điểm này, tại vì cũng còn phải lo một số cái vấn đề về việc mà cái phòng khám á, cho nó đầy đủ chu toàn rồi xong sau này thì mới tiện đưa lên. Đó là một trong những cái mà tôi Trung cũng tôn trọng của anh Trại, thành là không đưa lên. Bây giờ thì Trung tiếp tục đi qua giao một số cái hàng mà những khách sĩ từ cái nhà. Thực ra thì đúng ra thì cái này thì Trung ship qua tận nhà luôn, nhưng mà do đặc biệt là do những cái khách hàng này cũng lấy nhiều á, thành ra là Trung cũng muốn tới tận nơi để xem họ buôn bán cái gì như thế nào, để mình hiểu hơn về cái cách, với lại mình cũng hướng dẫn cho họ kỹ hơn để cách sử dụng như thế nào để cho họ đưa tới bệnh nhân, khi mà bệnh nhân đã dùng thì phải dùng có hiệu quả nữa. Trung là kỹ ở chỗ đó quý vị nha. Và mình làm ở đây thì Trung cũng làm sao làm uy tín, chất lượng, để cho bà con của chú anh chị mình là khi dùng là dùng cho mau khỏi bệnh nữa. Bây giờ thì Trung đang trên đường đi qua, đi lên hướng lên tới Sài Gòn. Bây giờ cũng xin tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà mình sức khỏe dồi dào để đón năm mới, một năm mới an khang thịnh vượng nha cả nhà nha. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh Cao Trung Vlog. Chào tạm biệt.